Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay Quốc Khánh rất là vui lại được đồng hành cùng với hai người bạn thân thiết với Quốc Khánh. Đó là Ngọc Hoa và Linh Lê, xin mời. Trời. Cảm giác là thiên hai của mình khá rất tốt. Chào. Một tuần trôi qua thật sự là trải qua rất là nhiều cú sốc với em. Sao gì gấp làm gì? Tại vì em nhớ mọi người quá. Có những lúc nhớ mọi người nhưng mà tại vì không nhớ kịch bản chương trình cho lắm. Linh ơi. Thời gian qua Linh sống sao nè? Gia đình vẫn ổn. Nhưng mà hôm nay đi quay chặn giờ. Đúng rồi, có những tập mà có khách mời nữ á, là Linh Lê đâu phải bình thường được. Edit của chương trình cũng ác lắm, mấy cái ảnh mà Linh Lê á, có tương tác với khách mời nữ là ảnh không cắt, anh để luôn. Em ghi mình edit. Phải một mình Linh Lê. Chị cũng vậy bình thường chứ đâu có vậy đâu. Cắt xong thấy chị mê trai cực kỳ luôn, lên tập nào cũng mê trai chứ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón chào hai vị khách mời. Vừa là nam, dù là những chàng trai trẻ tài năng lực lưỡng không, chị đâu có vậy đâu, lực lưỡng không, lên tập nào cũng mê trai chứ. Lực lưỡng hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng họ là những chàng trai rất là dễ thương, rất là đặc biệt. Và họ là ai, xin mời sự xuất hiện của họ. Hai chàng trai dễ thương có thể tự giới thiệu về mình được không? Xin được gửi lời chào lại tất cả quý vị khán giả. Mình là Quang Huy và hiện tại thì Huy đang là một MC, một biên tập viên đang cộng tác tại một vài nơi khác nhau tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Trời ơi! Quá rồi, dày quá dày rồi. Thì đến với Chinh Phục Thực Khách thì Quang Huy cũng rất là hồi hộp. Biết sao không? Anh không biết nấu ăn. Không sao anh, không sao. Ở đây không cần nấu giỏi không giỏi, chỉ cần đẹp là được. Ok. Em thấy là anh thua rồi đó. Anh đừng có vậy. Mình phải tự tin lên, anh hiểu không? Bên đây là cái size thì nó hợp với chị. Anh Huy thì là đẹp kiểu như là thanh mai trúc mã. We only need the two of us together. Chào tất cả các quý khán giả. Mình tên là Trương Trần Anh Duy và Duy là ca sĩ. Anh Duy ở nhà thường hay nấu ăn không? Thường ở nhà em cũng có nấu ăn, nhưng mà nấu người ta ăn được hay không thì còn tùy thuộc vào mọi người ăn nữa. Anh nấu những cái món ăn nào dễ nhất, ví dụ chuyên chiên trứng biết không? Trời, mấy cái chiên đó. Chiên nhỏ, không biết làm. Trời đất mẹ ơi. Chết rồi, chết rồi. Bây giờ đó là nấu ăn ngon hay không không quan trọng, bây giờ mình phải biết cái chủ đề của chương trình trước. Và đây là chủ đề của chương trình. Bây giờ hai khách mời ai muốn là người đại diện ra đọc à? Đây để Huy đọc cho. Ok. Và thưa tất cả quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cà rốt. Cà rốt là sao dễ mà ta? Sao dễ? Xào mình nấu mình cũng dễ mà ta. Không thể nào mà nấu cà rốt là một cái món chính được đúng không? Cho nên là cà rốt này nó có thể là một cái món phụ. Cho nên mọi người cứ thoải mái bình thường ha. Và ở đây em có một chuyên gia về ẩm thực rất là nổi tiếng. Bạn sẽ cho mọi người những cái option nào mà kiểu như món ăn nào lạ lạ nha. Linh Lê, ví dụ về cà rốt, em cho hai bạn một cái gì đó gợi ý. Bạn thì chiên trứng mà bạn không biết rồi, mà giờ không biết gợi ý cái gì bây giờ. Cà rốt ăn sống. Là nấu chưa? Là suy nghĩ mọi người một chuyện là nếu như mà chúng ta không biết nấu ăn đó, thì chúng ta còn một cái cách để thắng nữa. Tại vì chương trình của chúng tôi là có một cái format như thế này. Trước khi chúng ta nấu ăn thì chương trình sẽ đưa cho mọi người ba bức hình của ba người ở đây. Khi mà mọi người cảm thấy ai mà mọi người có cảm giác là họ sẽ thích món ăn của mọi người, mọi người nhét cái tên người đó vô. Thì khi cuối chương trình, cái số điểm của người đó cho sẽ được nhân đôi. Chọn mặt gửi vàng. Vậy em nháy mắt hết ba người được không? Đúng rồi, mình phải làm như vậy để cho mọi người không biết là chọn ai. Ủa cái nháy mắt đó thì có cái giá trị gì không ta? Sao mày em mắt cùng? Anh Huy có tỏ tình cảm với chị, em mới ngăn cản. Ý là cái đá mắt nó có sung sướng gì không? Sung sướng lắm. Cái đá là chị đơn giản vậy. Chị vậy á, chị tội nghiệp quá.
Và bây giờ nói chốt lại là mọi người đã sẵn sàng bước vào vòng thử thách của chúng ta chưa? Dạ, sẵn sàng. Nếu như chúng ta đều đã sẵn sàng thì xin mời quý vị và các bạn hãy đến với vòng đầu tiên của chương trình Chinh phục thực khách. Xin chào quý khán giả đã đến với gian bếp nấu ăn của anh Duy. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với phần thể hiện tài năng nấu nướng của Quang Huy tại gian bếp của Chinh phục thực khách. Và trước khi mà nấu ăn thì tên anh Duy sẽ chọn một vị thực khách. Hồi đầu chương trình là Huy có nói là Huy sẽ chọn Ngọc Hoa, nhưng mà nãy Hoa có nói là nên suy nghĩ kỹ lại, tại em cũng hơi khó khăn trong cái chuyện mà thưởng thức hương vị của một món ăn. Ôi khó chọn quá à. Cho nên là anh Huy suy nghĩ cho kỹ. Thôi chọn Đại nha. Thôi mình đưa ra quyết định của mình đi. Chọn Đại nha. Rồi xong. Ok ạ. Và sau đây xin mời mọi người đến với món ăn cà rốt hầm sườn non. Món ngày hôm nay mà Huy sẽ chinh phục những vị thực khách như tất cả quý vị khán giả đó chính là món cà rốt xào cà ri. Mình phải cho người ta hụt hẫng trước đúng không? Xong rồi mình mới bắt đầu vô mình làm, lúc mà mình ra thành phẩm thì nó mới hay, đúng không? Chứ mà giờ mình vô mình nói ô tôi biết làm hết rồi là người ta được ghê vậy ta. Nghe hết rồi nha. Là lừa tụi mình. Đúng rồi. Sao em không biết làm gì hết trơn? Giờ chỉ em đi. Hôm nay là anh Duy nấu món gì liên quan tới sườn heo hả? Hôm nay là em nấu cà rốt hầm sườn non. Thật ra là bình thường người ta hầm sườn non thì người ta cũng bỏ cà rốt thôi, nhưng mà hôm nay chủ đề là cà rốt, cái bạn dùng từ là cà rốt hầm sườn non nghe có vẻ chuyên quá. Nghe nhìn nó chính hơn. Nghe nó chuyên nghiệp mà nghe nó dữ dội vậy. Chứ giờ mình nói sườn non xong cái là bị bắt bẻ sao đúng không? Tại vì chủ đề là cà rốt. Đúng rồi. Rồi mốt và bồ bía củ cà rốt. Em hy vọng hôm nay là cái sự lừa lọc lúc đầu của anh là sẽ lừa tụi em lúc cuối. Không, mình nói cái đó để cho vui vẻ giữ cửa thôi, nhưng mà thật chất là không biết làm. Thôi đi, làm bộ nó không biết làm để tụi em chấm dễ hơn hay sao. Em kể anh nghe bí quyết của trong chương trình này. Ok. Muốn mà món ăn mình được nhiều điểm á, mình phải biết điều. Nhìn con người em là biết đạo đức rồi đúng không? Nhưng mà đạo đức nấu ăn chỉ cần chính là đủ. Cái món này nó có đặc trưng gì không ta? Nó có đặc biệt gì so với những cái món canh hầm trước đây Khánh đã từng ăn? Dạ, thật ra nó cũng chỉ là súp thôi. Chỉ là súp thôi. Súp thôi. Dạ đúng không? Rồi. Nhưng mà Khánh với chị Hoa nãy giờ có để ý không? Là bạn làm chủ đề cà rốt mà nãy giờ bạn cứ làm củ cải trắng. Anh dẹp củ này qua bên anh cắt thử miếng cà rốt cho. Bạn của em thấy cái sự chuyên nghiệp của anh. Ok à. Để bông tiểu Hoa rồi nha. Muốn cắt cái gì trước kệ người ta. Tự nhiên cũng thắc mắc. Tôi phải thắc mắc hôm nay chủ đề là cà rốt. Thì cắt cà rốt là sao? Rung tay luôn á mọi người. Tẻ giùm lên cái bông hồng đi. Bạn nấu súp mà bạn cắt cà rốt cái kiểu giống như trộn gỏi vậy. À đúng rồi. Thật ra đây câu nguyên liệu ở đây bạn chuẩn bị cũng khá ok. Sườn cũng rất là ngon nè. Bây giờ chúng ta đi qua cái phòng bếp kế bên để mà mình xem người khác nấu như thế nào, xong rồi có gì mình vòng lại đây nữa. Dạ. Tôi đang hoài niệm về tuổi thơ lúc mà tôi chơi đồ hàng. Cái này nó kỳ kỳ sao á. Chết rồi sao nhiều quá vậy. Nói chuyện không chứ làm được gì cả. Ok. Rồi, bước đầu tiên là mình sẽ đợi cho chảo nó nóng lên. Và sau đó thì Huy sẽ cho vào dầu ăn. Và mình sẽ cho cho một chút quỷ yêu thương cho mọi người. Ê, công nhận hay ghê, đang định làm cái em xuất hiện liền luôn á Hoa. Hôm nay Huy nấu món cà rốt xào cà ri. Huy, nguyên liệu đặc trưng nhất mà sao nó bé xíu. Cà rốt say baby. Anh, mình xào cà ri hả? Đúng rồi, cái món này mà nếu mà bạn nào mà đang cần ăn những cái món mà không có nhiều chất đạm và có nhiều rau củ chất xơ á thì nó sẽ lựa chọn hợp lý. Dạ. Tại vì mình sẽ ăn cùng với lại cơm trắng, cơm nóng. Tụi mình là phù hợp với món này nè. Món này là món chay luôn không ta? Và lần trước là hình như Gia Linh cũng nấu một món cà ri chay mà rất là ngon luôn nha Khánh. Nó làm gì hết hồn á. Thôi cho Quang Huy, tại vì lần trước là có người nấu cà ri chay là thành công lắm. Vậy á hả? Vậy tức là cà ri là món chay đúng không ạ?
Ủa sao tới đây không có nghiên cứu gì hết trơn người ta? Không, tại vì chỉ có nghiên cứu cái cách nấu món ăn này thôi. Còn cái chuyện mà chay hay không chay thì tôi không biết. Tôi có cảm giác như là mẹ kiểu như là quên như thịt. Xong rồi bay vô nấu chứ không có biết nấu đồ ăn chay. Món này là không có thịt. Tại vì món này là hồi xưa là lúc mà Huy còn nhỏ thì dì của Huy á là rất là hay nấu cái món mà liên quan tới cà ri cho Huy ăn. Tại vì dì của Huy á thì có đi Ấn Độ ở một thời gian. Sau đó là cũng có nghiên cứu về món ăn này. Dạ. Ui, bên Ấn Độ là gia vị nhiều lắm nha. Chị thấy mỗi lần đem một cái món ăn là thấy quá trời gia vị luôn. Cái này là đặc trưng nhất là vẫn là cà rốt thôi đúng không? Đúng rồi, chính xác. À, nhưng mà giữa cà rốt và đậu Hà Lan, cái lúc mà mình xào thì nó có chia ra từng cái nào xào trước không anh? Tại sợ có cái rụt quá, có cái sống quá không ta? Vậy theo em thì cái nào xào trước? Em. Không, ý em là xào vượt vải tinh ngọt. Anh đừng có vậy, em hay lúng túng khi mà khách mời nam hỏi em mấy câu rồi đó. Em hay chèn em vô giữa những món ăn lắm. Thì nói chung là đại khái trong tất cả những cái này thì cái nhiệt độ mà chính của nó thì hầu như là bằng nhau hết. Dạ. Cho nên là mình sẽ bỏ vô cùng một lúc. Nhưng mà Quang Huy đã từng nấu món này cho ai ăn chưa? Nấu cho người yêu cũ ăn rồi. Wow. Vậy hôm nay mình nói cho người yêu mới đi nè. Thôi cho mình nói như vậy đó, đó. Ủa, đậu này bình thường là thấy người ta ăn trong nhà hàng là ta hấp lên cả cây xong rồi người ta vuốt vậy nè. Không, nhưng mà cái món này mình phải cắt hạt lựu luôn. Tất cả các nguyên liệu của mình đều phải cắt hạt lựu hết. Ê, nhưng mà cái vỏ nó cứng lắm sao ăn ta? Nhưng mà cắt nhỏ thì bằng xào ra nè, nó sẽ dễ chín hơn. Đúng rồi. Cái này chưa hạt lựu lắm đâu. Không, cái này xong mình cắt xong mình sẽ cắt làm nôi hay làm tư nữa đúng không? Ê, công việc áp lực ghê, mỗi lần mà vô bếp là rất áp lực nha Hoa. Hoa là em đứng kế bên anh, chứ còn nếu mà Khánh đứng kế bên anh chứ anh xỉu. Anh biết mà, ai là người quan trọng với anh mà. Đúng rồi. Có một cái điều này không biết có nên nói với Huy biết. Ủa sao chuyện qua đây rồi? Gì vậy? Khánh nói điều này xong anh thấy nó cũng hơi khiếm nhã cho nên chắc Khánh nói xong Khánh đi nha. Ừ. Gì vậy? Qua lớn hơn Huy 3 tuổi. Ủa? Tính là anh biết em rất là lâu luôn mà, chắc em nhỏ tuổi hơn anh không á. Nói chứ cô sinh năm 75. Mà cô vô. Ok. Phải áp lực lắm mọi người, mà đứng kế bên mấy người này là không biết nấu thì sao nữa. Ok. Và mọi thứ cũng đã sẵn sàng rồi. Món ăn của mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi ba vị thực khách để xem coi là mọi người sẽ thưởng thức món ăn này của Huy như thế nào. À, ăn thử cái món của Duy thử xem như thế nào nha. Xin mời. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Và bây giờ trò chơi là như thế này: mỗi người sẽ được phát một đôi đũa. Nhiệm vụ chúng ta là mỗi người lần lượt sẽ gắp cái miếng cà rốt này đặt lên đây. Ví dụ là em đặt vậy đi, tới chị đặt cho xây lên cái tháp cao vậy đó. Nhưng mà không có xếp gì nha. Tất nhiên là không xếp gì vậy rồi. Hên xui nha, đáp chúng lỡ nó tụt xuống đó thì mới để nó luôn đi chứ không được chỉnh. À, nếu mà nó rớt xuống là bị thua á. Đúng rồi. Rớt xuống có thể lụm lên gắn lại, nhưng rớt mà ngã cái tháp của người ta luôn thì không được. Ok, hiểu. Miễn là rớt cái cục của mình vừa rớt thì được đúng không? Ví dụ mà người nào mà để như vậy khó cho người sau quá. À, phải đặt lại nha. Cái luật gì dễ quá vậy? Luật dễ vô chơi thử đi rồi thấy. Rồi bắt đầu nha. Linh đi, từ linh qua cho dễ. Ok. Người ta nói là cái nền móng là phải vững chắc vẫn, nha. Vững hay vững. À, okay. Hết rồi, cục này nó nỉa rồi nè. Rồi tới Hoa đi. Sao mà cứ dòng ngược vậy? Cái cục mập bóng lấy mấy cái cục đó vậy? Công nhận lấy cái cục này cũng biết người nham hiểm luôn á. Thôi để một mặt phẳng cho người khác làm nha. Dễ mà. Nếu như tụi bay cho cái chân trụ nhỏ, tao cho cái chân trụ lớn. Rồi xong, Ngọc Hoa bị loại rồi, tới Khánh và Linh Lê rồi. Em không ngờ cái tướng như Hoa thiếu nhi mà chị Hoa chơi trò chơi cũng thiếu nhi luôn á. Nhỏ Hoa lên cục khác đi, cái nền ừ. Cho cái nền móng nhỏ xíu luôn. Trời ơi, nó như nó lựa đậu vậy á. Còn cắn miếng nữa sao cho vô vậy Khánh? Tôi cắn rồi, hơi bị. Cắn nhỏ xíu luôn Linh. Còn nhỏ xíu luôn, đúng rồi. Đừng có cười. Ê, không có mặt phẳng được, phải mặt phẳng. Phải để cho một mặt phẳng đàng hoàng. Là phẳng.
chưa? Chết đi rồi. Cắn nhỏ hơn nữa anh, cắn nhỏ xíu không cắn, phải cắn nhỏ xíu thôi, hai đứa chị dơ quá. Được 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 rồi. Mày thở cái bộ, mày thở cái nền móng nó nứt đi chứ phải chị đâu. Wow. Chiến thắng thuộc về Linh Lê. Bây giờ chúng ta không để mọi người mất thời gian nữa. Và sau đây là món ăn của hai trai đẹp, xin mời. Yeah. Giờ ăn tới rồi. Wow. Đẹp quá, đẹp quá. Em thấy hôm nay như là một bữa ăn gia đình vậy. Có một món xào và một món canh. Thiết nghĩ bên đây cũng cần có một chén cơm. Cái người mà chủ trì cái bàn tiệc này là Linh Lê. Linh Lê. Linh Lê có quyền xin xác là ai được ăn hay là không được ăn là do Linh Lê hết. Tại vì Linh Lê là người thưởng thức đầu tiên. Nghe nói Khánh đang đói bụng đúng không? Em đừng có chiều Khánh nữa con. Em chủ trì, em chủ trì. Dạ 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 dạ, dạ chủ trì, chủ trì. Hay tuổi thân lắm. Giờ Khánh à, lấy cái đó qua giùm ơi. Trời ơi, nên lên vua dữ vậy trời. Quyền lực dữ. Tôi chủ trì, tôi có quyền. Em biết cơm gì nữa. Múc để bên đây nha, đừng để bên Khánh nha. Ừ, bắt khó, phải cơm lạnh rồi. Hôm nay cơm ngon. Ủa, cái này mới đúng, cái này mới là món chính nha. Cơm đâu có gì đâu hỡi. Em mời mọi người nha, em mời khán giả. Hồi hộp quá. Trong thời gian đó thì mời Huy có thể thuyết trình về món ăn của mình được không? Đây à, đây chính là món cà rốt. Đặt một cái tên thật là mỹ vị vô. Ngũ sắc. Tên nó bị cục quá. Đâu cũng ngũ sắc hay là ngũ sắc xào cà ri hay là gì đó. Em có thích ăn cay không? Ăn cay được. Được nhiều không? Nhiều. Nhiều. Sao vậy, sao nhìn nó. Người tiếp theo là Ngọc Hoa. Chị hả? Sao lại hỏi cay hay ăn không ta? Mình nhường cho Ngọc Hoa trước là món ăn rất ngon. Em... không, anh sai. Linh nó thương Khánh dữ lắm. Lần nào em đáo cho Linh ăn nhiều nó cũng chia lại Khánh một miếng hết đó. Thử món ngũ sắc của anh đi em. Dạ. Kêu. Chị Hoa có thích ăn cay không? Chị thôi thôi thôi, đừng có cay lắm ăn không nổi. Món này hơi cay nha. Tại lúc mà tôi nấu á. Cao phim trường sặc sụa. Đã em hỏi vậy rồi. Không, cũng đúng, cà ri phải cay chứ. Cà ri không cay nó với lại rất là nhiều gia vị. Ăn kỳ á. Một bữa này tôi thấy tích nước dữ lắm đó. Sao vậy? Vui vẻ lên quá. Cay quá hả? Em nghĩ vậy nè anh Huy, cái cà ri á nó không thể cay vậy. Anh chỉ có để ớt vô nó mới cay vậy. Không cay gì đâu. Không cay lắm nhưng mà nó kiểu nó hơi cay hổn á. Nó hơi nồng. Ăn vô một cái là nó xé xé liền á. Chưa đâu, mấy cái nhai đầu chưa có cảm nhận vị cay đâu. Nhưng mà món này ngon nha. Nhưng mà ngon, ăn rất là bắt miệng nha. Nhưng mà vẫn à. Ngon, ok. Rau củ nó giòn, nó không có bị nhũng luôn. Rất là giòn. Cứ nghĩ là cái vỏ nó không ăn được, nó bị sơ nhưng mà rất là mềm. Nó mềm bé yêu ơi, nó mềm. Nó mềm, nó rất là mềm. Không, thật sự đâu, hồi nãy anh có bảo cũng khá là nhiều ớt. Tại vì anh muốn cho món này nó cay theo đúng như cái kiểu như là của người Ấn Độ ăn á. Đúng rồi, Ấn ăn cay á. Nên cho nhiều ớt với lại nhiều cà ri vô. Em nhớ nãy là anh Huy á, khi mà đứng trong bếp á, là anh Huy nói là cái món này mình không thể chấm bánh mì được, chỉ dồn cái này vô bánh mì thôi. Đúng thì rồi. Em bây giờ em nhìn món ăn em mới hiểu. Tại vì thường thường em nghĩ tới cà ri em sẽ nghĩ tới chấm nước sốt đúng không? Thôi chỉ cái này hợp với cơm. Rồi tới món ăn thứ hai. Món ăn này thì em gì Khánh? Dòm mới nói là anh hiểu vậy. Cái gì mà Khánh dòm lên dữ vậy Khánh? Để là múc cơm gì cho nè. Thôi chưa, tôi chưa mà. Ta ăn súp thôi, ngất nước súp chút. Em không tự tin về món ăn này cho lắm. Em hả? Em hả? Ủa? Tại sao vậy? Ủa? Chuyên gia người ta có cái cách nhìn khác. Đúng rồi. Đây, Khánh thử trước đi Khánh. Đây ngon mà, có tiếng nước mắm chấm nè. Nước mắm cũng thà nha. Hơi nhiều nha. Ăn cho bớt cay. Ý, nhưng mà nãy em đang nói cái vụ cay đúng không? Giờ ăn hết cay nè. Nghĩa là nó cay hổn rồi. Chính xác. Chứ không phải là cay cái hậu vô trong the cổ. Đừng nói, đừng nói. Đừng giữ nguyên cảm xúc đó cho tôi. Tới hai chỉ luôn đi nhanh lên. Chứ chị hả? Sao mà cái... thấy cảm xúc sao cái mặt nó vậy ta? Hơi bị bất an rồi đó. Em nói nghe nè, nãy em vừa thì nấu, em vừa hát. Một thì chăm sóc, một thì muốn bên nhau đó. Nên là em nấu nếm lại đó. Mấy thì muốn bên nhau rồi. Sao mọi người? Sao Khánh, Khánh nó cười ra? Gật đầu thôi mọi người, gật đầu, gật đầu. Sao ha? Ổn mà mọi người, được em lo rồi. Quá. Em lo quá mọi người, sao vậy? Ổn quá mà. Nãy mọi người uống hiểu rồi, từ 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 từ.
Cái này là cái vị không diễn tả được. Ê, no. Tôi thấy cũng được mà, hai bạn thái quá quá vậy. Không phải thái quá, nó đâu có ghê dở đâu. Thật ra nó không phải là không ngon, nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ mình ăn chưa. Ủa món này có gì đâu để thi ra. Ủa dạ. Chị nghĩ là một bữa ăn gia đình luôn. Nó là một cái nồi nước, súp, bỏ rau củ, bỏ thịt, thịt vô. Rồi nêm nếm, xong. Để em đi mua thêm cái hủ tiếu. Đúng. Đúng em. Cái này không phải là canh, cái này là nước nấu hủ tiếu. Cái này nước lèo. Cái canh này không có tên, không ai gọi một cái canh gọi là canh sườn heo nấu cà rốt hết. Thật ra nè, món này ăn rất là thanh đạm. Khi mà món này cay vô ăn lại món này đúng nó rồi. Nhẹ lại. Nó hợp nhau lắm nha, giống như là hai người dành cho nhau á. Trời cái gì vậy? Ý nó muốn ăn dành cho nhau á. Nó hợp dữ lắm. Cái Dũng này ăn cay đúng không? Ăn này vô cái nó giảm bị cay liền. Chà, khó chấm quá nha. Khó chấm quá, một món ăn ngon. Thật ra món này món canh rất là thanh đạm, rất là ngon. Nhưng mà nó đơn giản đến mức độ mà khiến cho người khác bị giật mình. Nó bị giản đơn luôn, còn khó chấm nha. Món này lúc đầu Huy nói là sẽ là một món ăn tốt cho sức khỏe. Có rau củ, không có thịt quá nhiều. Ăn chay. Nhưng mà bỏ ớt với dầu nhiều như vậy cũng không tốt lắm. Không, cái này không phải là dầu, cái này là một cà ri. Cái này không phải là dầu nha, cái nước sốt ra màu thôi. Nó đâu, củ quả nó đổ mồ hôi chứ. Hôm nay nó khó chịu quá à. Nó đổ mồ hôi xíu. Cái này là cái nước sốt cà rốt. Thực ra là cũng có xíu dầu mà tại vì cho cà ri nó ra cái màu bóng bóng vậy thôi. Nhưng món này cũng không healthy lắm, cho nên chúng ta không thể nào cộng điểm healthy được. Ý nó anh làm quá. Nhưng mà về món ngon thì ngon, ăn với cơm rất ngon, rất bắt miệng. Nhưng mà riêng em thì em thấy là cái món ăn này nó có phần sáng tạo. Sáng tạo chỗ nào? Mấy cái rau củ quả sắc hạt lựu ra xong rồi cái xào lên nó sáng tạo đơn giản. Đơn giản là đơn giản, sáng tạo là sáng tạo. Sáng tạo mà đơn giản. Anh sáng tạo cái món cà rốt xào cà ri đó, thì xưa giờ em cũng mới ăn lần đầu luôn. Thôi thì Khánh cho điểm trước đi. Rồi Khánh cho món này 9,34. Sao 34 nữa vậy? 9,25 thì nó ít quá. Cái này là phải xứng đáng là 9,34. Khó thiệt đó anh, khó thiệt nha. Dù gì đi chăng nữa thì nãy trong gian bếp ở anh em hỗ trợ nhau rất là nhiều rồi. Thì có hỗ trợ đó. Em nghĩ chắc anh Huy chọn vị hoa quá. Em đừng có nghĩ vậy. Huy hay có những cú tuyết lắm. Những người đàn ông tới đây hay có cú tuyết cho cuộc đời qua lắm. Hay gieo rắc những cái niềm hy vọng cho em. Thôi có cách vậy. Thôi giờ em chơi đút thăm đi. Anh không phải hiểu cho em. Chuyên gia cũng có những lúc mà lận đận vậy lắm. Mình không có thể nào mình chấm điểm được. Theo cái khả năng của mình sẽ bị nói. Viết ba thăm. Ba thăm chỉ viết một điểm. Em với Linh Lê viết một điểm. Đúng rồi. Rồi à, chị anh hiểu nói không? Ví dụ như bây giờ Linh Lê viết điểm khác. Đúng rồi. Linh Lê. Đúng rồi. Là điểm, chị... điểm của em dành cho anh. Đúng rồi. Ok. Mày yên tâm đi, tụi em chấm công tâm lắm. Công tâm nha. Dạ. Rồi bỏ vô đây chị tung coi. Rồi cho Huy bóc luôn đi. Đúng rồi, Khánh cho Huy bóc đi. Cho Huy bóc đi, cho Huy đừng có đổi thừa. Điểm của em rồi á. Không được. Sao làm gì vậy? Em đẩy cho anh đỡ trách nhiệm. Vô đi, nắm vô. Rồi bỏ lên bàn. Chọn. Rồi mở đọc điểm. Bây giờ mở hai cái còn lại coi trước coi nhiều điểm nè. Cái này con Khánh viết nè. Bạn đã mất 8,88 điểm. Này của em luôn, 9 trừ 1 còn 8, vẫn là 8. Vậy là bóc quên. Lên đi. Cái đó của em 8,765. Hai ơi, xem cho điểm khó, còn cho khó hơn Khánh nữa. Không có khó, tụi em rất là khó, cái kiểu chuyên nghiệp anh hiểu không? Khó, tụi em khó. Rất là khó. Nói tới đây là bí văn rồi. Phải, tại vì mình xét là kiểu là cay không cay. Thôi, 8,75 là cao hơn tụi em rồi. Rồi mọi người có muốn tôi cho điểm không vậy? Đã muốn rồi. Giận lẫy nữa, hay mệt quá trời mệt. Hờ, luôn. Hờ mát quá. Tôi đến đây với vai trò là thực khách để tôi thưởng thức món ăn. Đúng rồi, với lại chấm điểm nè. Đó, chứ không phải luôn, tôi là một diễn viên hài, tôi đến đây tôi tấu hài. Rồi chấm điểm đi. Tôi sẽ nói sâu về món ăn tí. Nói về món ăn này thì nếu mà ăn không món á thì em thấy là nó cay, nó sẽ không phù hợp với cái khẩu vị của em. Nhưng mà anh đem ra cái chén cơm này nè, cơm này nè, cơm này nè. Sao dằn mặt dữ vậy? Em sẽ cộng cho anh được một điểm vì cái cơm này nếu mà mình ăn chung với cái này thì nó ngon. Đáng ra em cho 8 điểm thôi, thì em cho anh thêm một điểm nữa là 9 điểm. Ok. Anh thấy em nghiêm túc không? Em không phải là diễn viên hài. Và tổng số điểm của Quang Huy là 27,105 điểm. Cao đó. Chuyên gia khó lắm mà chuyên gia cho anh điểm cao đó. Bây giờ tới món cà rốt hầm xương non heo.
em cũng không ấn tượng như những món này nhiều cho lắm á. Linh đừng có thẳng thắn như vậy, cho bạn một cái gì đó kéo kéo lại. Thì nói chung là em cho 8 điểm đi. Trời ơi, nó không có gây ấn tượng gì trong đầu em nhiều lắm. Thực ra cà rốt, củ cải trắng với lại sườn heo là bộ ba kết hợp hoàn hảo rồi. Muôn đời rồi, nó là kinh điển rồi, cho nên là không thể nào làm hơn được nữa. Nhưng mà ở đây nếu như mà làm hơn được nữa thì sẽ ngon hơn, lạ hơn rất nhiều. May mắn món này phù hợp với lại món của anh Quang Huy. Nhưng mà món này cũng phải là khen bạn là cái nước rất là trong. Về kỹ thuật nấu á, cũng ok lắm á, chứ không phải là giỡn đâu. Cho nên là 9 điểm. Nhưng. Em nói rồi, em nói thiệt là nãy nó em khen này ngon mà, thì em cho 8 điểm là cao rồi đó. Hồi xưa em cho là do là nhan sắc thôi, bây giờ em chấm theo công tâm. So với những cái cửa hàng mà em mở ra và là phá sản rồi thì em thấy là rút kinh nghiệm nhiều lắm, anh hiểu không? Và món này ngon, thiệt sự rất ngon. Và nếu như ăn không cái cơm cũng được, thật sự không phải là cần cái canh để dịu lại đâu. Thì em nghĩ là nên là em cho 7 điểm. Thật sự có những món nào mà em nấu không được, em không biết bao giờ, ví dụ món canh. À, những món khác kiểu như mình đột phá hơn thì em sẽ cho điểm cao là đúng. Bây giờ là bạn Anh Duy còn có một cửa thắng nữa. Nếu như bạn Anh Duy chọn tôi, bạn ta sẽ được nhân đôi số điểm. Đúng, nếu chọn em là chỉ có được 7 điểm mà 7 nhân đôi thôi, vẫn thấp hơn là Khánh với lại 7, 8, 9 và tổng số điểm là 24, 24 20, sao cộng trước tôi vậy? Tôi dân buôn bán mà. 24 điểm. Một bên là 27, 71, 05, 24. Bên đây người ta thắng là chuyện bình thường. Mình thắng điểm mình thắng cái mới đó mới là cái đẳng cấp. Cái dữ dội. Là mời bạn Quang Huy sẽ tiết lộ trước đi. Các mọi người mình đoán là ai ạ? À? Hoa, chắc chắn là Hoa rồi. Bây giờ chị không trông mong gì cái những cái phiếu lá chọn này nữa. Lần nào chị gieo rắc thì xong không ai chọn chị hết trơn á. Anh có sao nói vậy? Nghe từ đầu anh hết. Tại vì anh Huy biết sao không? Tại chị Hoa bài đặt bài điều á, tạo ra cái bóc thăm. Cái số điểm đó là của em đó. Với số điểm nhân đôi đến từ Ngọc Hoa thì tổng số điểm của Quang Huy là 35,87 điểm. Trời ơi cao quá. Cao quá gì? Rồi xem bằng được. Tôi hồi hộp lắm nha. Không sao, không sao. Mọi người có thấy hôm nay em mặc áo màu gì không? Vàng. Màu xám. Màu xám. Ủa nhiều màu quá trời. Nói nhiều màu quá, anh đố không hiểu màu gì luôn. Em có áo màu đen. Đó, thì có áo màu đen chung với nhau. Vậy là tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi lại tàn hình nữa rồi. Chắc là chọn 7 điểm. Chị thấy cái râu em giật giật. Rồi chọn 7 điểm rồi. Lúc đầu là em định chọn anh Khánh rồi. Sau khi mà xào nấu xong mọi người kia lẹ đi. Cái em chụp bọt đại gì vô luôn. Nó đại luôn. Và sau khi số điểm 7 của Ngọc Hoa được nhân đôi và số điểm của anh Duy tổng cộng là 31 điểm. Biết người thắng cuộc rồi đó. Đây. Ôi, con của mẹ. Con về với ba nha. Anh xứng đáng, tại vì món anh nó đột phá, nó lạ lẫm. Hôm nay rất là vui khi mình tưởng là mình không có kinh nghiệm nấu ăn, nhưng cuối cùng mình cũng làm được một món rất gì và này nọ. Dạ. Đặc biệt là nhờ có cà ri, một sự gợi ý rất là tuyệt vời từ các thành viên gia đình của mình. Thôi bây giờ người được Ngọc Hoa hức hủi ngày hôm nay. Anh Duy thấy thế nào với cái việc là nói chuyện quá mà mình lại đặt cái niềm tin cho Ngọc Hoa. Đó, mọi người cũng đã thấy là cái hình của em nó cũng đã đậm. Không, mà thật sự là cái món của anh Huy là cái món sáng tạo thật. Đấy, thì còn cái món của em là em muốn mang lại cái đơn giản nhất và cái gì đó gọi là gia đình nhất đến gần cho gũi. Mọi người thưởng thức. Thật ra món ăn rất là dễ thương, lâu lắm rồi mới có món ăn đơn giản vậy xuất hiện trong chương trình. Ăn cũng bị giật mình á, nhưng mà không sao. Đây miễn sao mà dễ gì mà có những người nghệ sĩ dễ thương như vậy nấu ăn cho mình ăn, đúng không? Yeah. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình. Và chúc mọi người lúc nào cũng sẽ năng lượng và lúc nào cũng có thời gian nấu những món ngon cho gia đình nha. Cảm ơn mọi người. Một lần nữa cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Chương trình Chinh Phục Thực Khách được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Chưa bao giờ có khách mời nào mà có cái điểm nhấn lạ như anh vậy.
bên đây là chắc biết rồi, Huy giới thiệu ha. Cái lóng khải gì đâu. Dạ vâng. Ôi. Là hôm nay là mình đi thi hay là mình đi ăn gia đình? Ơi, ăn khó vô một người chị. Không sao. Em thấy có sao, không sao. Linh ơi, thằng Linh đang quạt khó với áo Khánh. Nó ngọt thôi, kiểu ngọt thanh thanh sao á. Trong con nồi nó chỉ có thể đem về. Chúc cho em xin cái phần nha. Bé con có hình bé đây nè.